Rồi, chào bà con nghe, hôm nay giới thiệu con mấy cặp bánh xe nè, nghe địa Nhật nè. Nhất là cặp này như đây. Cặp này 5/12. 5/12 nha, nó đẹp nè. Đây 5/12. 5/12. Đây một cặp. Đây một cặp nó đây. 5/12. Còn đây là cặp đây nhiều. Nghe địa Nhật luôn nha. 500/12 lớn hơn chút mà con. 500/12 nè. Lớn hơn chút nè. 500/12. Lớn hơn chút. Đây là cặp trắng là 5/12. Cặp màu đỏ này 500/12. Còn này là đây là 600/12 là lớn nè. Đây 600/12 nè. 600/12. Ở đây là cặp đẹp nè. 612 nè. Dây thẳng nè. Con này chưa nứt bể luôn, đẹp nè con. 600/12. Nhật luôn nha. 600/12. Một cặp. Đây, đây là cặp 600/12. Đẹp chưa nứt bể rồi con. Nứt bể là ngon à. Gió còn đẹp. Đây là 600/12 nha. Vỏ chưa nứt bể luôn nè. Còn hơi con luôn nè. 600/12. Đây. Đây có con này chưa xài luôn nè. Con này là chưa xài luôn rồi con. Ghê không? Còn đen bung luôn nè. Đây là 500/12. Chưa xài luôn nha. Con su su luôn nè. Đẹp không? Con này chưa xài luôn. Đây mất in da băng luôn nè. Đây mất in da băng. Con này chưa xài luôn nha. Còn đen bung luôn nè. Còn đây 6/12 rồi con. Thôi 6/12. Đây 6/12. Đó, nguyên cặp nó đây. 6/12. Đó là số cặp mánh. Nó còn đẹp nè, gai bọn còn nguyên nè. Không nứt bể nè. Ồ, gai này còn nguyên nè ha. Đẹp. Rồi chịu khó bơm hơi lên, da băng luôn nè ha. Ô, bà con nào muốn nào mà bán cái đó 6/12, 5/12. Đây là số bánh bánh căm nè. Ôi trời ơi, 6/12 luôn con. 6/12 đây. Đây nguyên cặp đó đây. Nguyên cặp là 6/12. Đây là bánh căm nè. Dập băng luôn nha. Size nó là 400/19 nè. 400/19 với cái dưới bự nữa nha. 419. Bên dưới to nè. Con mua nào bán đó nha, cầm mâm à. Đây là 500/12 khá đẹp nè. Đây số bánh xe nha. Và 612 nè. Và bà con nào có nhu cầu alo nha. 0886356707. Đó là số bánh xe. Còn bánh 500/12 chưa xài luôn con, ghê không? Đẹp cực kỳ không? Còn con nào có nhu cầu alo nha. 0886356707.